Đứng lại, tất cả tụi bay đã bị một mình ta bao vây. Đó chắc chắn là câu đầu tiên mà mình sẽ nói khi trở thành boss trong Rise of Kingdom. Nhưng đó là một câu chuyện ở vũ trụ khác. Còn ở vũ trụ này thì chào mừng anh em đã quay trở lại với Rogue GPI. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bày mưu tính kế và tiêu diệt boss 1 tỷ pound nhé. Liệu nó có khả thi hay không? Hãy cùng mình xem hết video này nha. Ok, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Như ba mục tiêu khác, để Zero thì ta có 5 bước. Đầu tiên chúng ta cần xác định xem đối tượng có đang online hay không. Cách nhận dạng đầu tiên mà ai cũng có thể làm đó là đọc các chỉ số thông tin của nạn nhân. Và chỉ có thể thay đổi khi người chơi online, đó là số lần trợ giúp liên minh. Như một thói quen, ai online thì cũng sẽ bấm help để giúp mọi người chữa lính, nâng tech, balabala. Điều này vô tình làm hồ sơ có một chút biến động. Từ đó thì ai mà tinh ý thì cũng có thể đoán được tình trạng là bot đó có trực tuyến hay không. Cách thứ hai là nâng cao hơn một chút. Binh pháp có câu là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nói kiểu văn vẻ thì sẽ là đột nhập vào hàng ngũ của địch và lấy thông tin của chúng từ bên trong. Còn nói dân gian hơn thì sẽ là cài gián điệp. Gián điệp ở đây sẽ là một thành viên thuộc liên minh của đối tượng cần Zero, chat, trò chuyện các thứ xem mục tiêu có phản hồi hay không. Sẽ thật tuyệt vời nếu gián điệp này lại là một R4 có tước vị. Lúc này thì chúng ta có thể xem được tình trạng online của tất cả thành viên và sẽ tuồn thông tin về cho ban chỉ huy Zero. Nghe đã thấy sặc mùi chiến lược quân sự rồi anh em nhỉ. Xác nhận mục tiêu đó có đang ở trong trạng thái chiến tranh điên cuồng hay không. Nếu không thì khi rally tới nơi được vài phút, anh em hồ hởi báo chiến không thì lúc đấy mục tiêu lại chống khiên, thì lúc đấy đúng là tiền mất tật mang. Quân mình chết khá nhiều, còn kẻ thù thì chỉ bị thương nặng, đem đi massage chữa lành phát là lại khỏe re, chả đem lại kết quả gì cả. Nếu power của kẻ thù quá mạnh, thuộc dạng hồ báo cáo trồn muốn hứng rally, thì chúng ta cần setup double rally, thậm chí là triple quarta rally để hạ bệ mục tiêu. Mình ví dụ ở đây là double rally đi. Trước tiên thì hai key rally cần dịch chuyển lại gần mục tiêu, sao cho càng gần càng tốt để tiết kiệm thời gian di chuyển. Trong đó thì một key rally phải thoát liên hiệp chính ra, xin vào một liên hiệp phụ. Và bên đó cũng cần phải có một dàn farm đi theo phò tá để nhồi rally. Sở dĩ phải làm như vậy vì cơ chế game nó không cho một liên hiệp có thể mở hai rally vào cùng một mục tiêu anh em nhá. Chúng ta phải quay lại bước 2, đó là kiểm tra xem mục tiêu có đang dính chiến tranh điên cuồng hay không. Vì nãy giờ chúng ta setup rally cũng mất tầm độ chục phút rồi. Nếu ban đầu bot đó dính cuồng chiến thì nãy giờ qua 10 phút setup vị trí rally nhồi farm các kiểu, giờ chỉ còn lại 5 phút. Mà 5 phút này lại không đủ vì mở rally cũng đã mất 5 phút rồi. Thế thì coi như tất cả đều gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Nhưng không, những lúc thế này chính là lúc mà những bộ não thiên tài phát minh ra những chiến lược không ai ngờ tới. Đó là sử dụng mưu hèn kế bẩn. Cụ thể hơn là hãy giả vờ mang một đạo quân vô hại đánh man dợ. Kéo man dợ là một cách vô tri nhất, diễn càng sâu càng tốt. Bot địch thấy mồi ngon xuất hiện, kiểu gì cũng nổi lòng tham mà mang lính ra đánh. Thế là lại dính chiến tranh điên cuồng, cơ hội lại đến, xích ngay thôi chứ còn chờ gì nữa. Xích xong thì cứ thế mà tiến hành nghi thức thanh tẩy kẻ thù bằng double hoặc là triple rally thôi. Giờ là một bước cực kỳ quan trọng, đó là tham minh. Mỗi rally nên có một đạo quân với một lính chạy từ xa, ví dụ như từ zone 4 đi. Mục đích của việc này là canh giờ sao cho hai rally chạy vào cùng một lúc, cùng chạm vào thành phố của bot địch. Hai key nên dịch chuyển ở hai đầu bắc nam so với thành phố của bot địch để hạn chế dính sát thương diện rộng hình vòm. Khi mà rally A bắt đầu kích một lính ra và chạm vào thành phố địch thì rally B cũng thế, hai rally vào thành phố địch mà thành phố đó dính chiến tranh điên cuồng không tài nào mà đỡ được, chỉ có chống mắt lên mà chết lính thôi. Đẹp nhất vẫn là Zero thành phố của bot mà khi bot đó gần lãnh thổ của mình, chứ thành phố đó xa quá thì đi lại nhồi lính cũng hơi vất vả anh em ạ. Để rally phát huy hết độ hủy diệt quỷ quyệt của mình thì key rally nên chơi đá, ý mình là nhặt các đá cổ ngữ hay còn gọi là các rune ở các ngôi đền thánh địa. Để mà đấm cho đau thì anh em cứ nhặt đá tấn công mà chơi, không thì dùng thủ hay máu cũng được. Tiếp theo là tước vị, thẩm phán, tổng tư lệnh hoặc thậm chí là vua để cường hóa thêm các chỉ số. Cái này thì cũng khá quan trọng, anh em R4 online nên hỗ trợ các key rally nha. Các kỹ năng liên minh tăng tấn công, tốc độ di chuyển cũng rất cần thiết. Chẳng mấy khi được Zero bot thì anh em cứ bật lên mà chiến thôi. Ngoài ra thì chủ đề thành phố cũng cần setup kỹ lưỡng. Rally cung mà dùng chủ đề thành phố kỵ thì vừa không tối ưu được chỉ số, lại vướng vào mấy cái debuff trừ thuộc tính cung từ nhà kỵ nữa. Như thế thì sida quá. Ngoài ra key rally cần xem lại trang bị vũ trang minh văn đã tối ưu hết chưa, có đang dùng sai cái gì không. Phải đảm bảo rằng có những gì tinh túy và mạnh mẽ nhất đều được trang bị cho chỉ huy đang dùng rally. Kỹ hơn thì anh em check luôn cả phần tài năng. Cái này là dễ sai nhất, và bình thường bảng tài năng anh em thường chỉnh theo hướng open field chứ không phải là rally. Sẵn nói về tài năng, nhánh công trình chắc chắn là mạnh nhất khi rally rồi, bởi nhánh này có một số điểm rất lợi hại. Một trong số đó là bắn tín hiệu, điểm này gây thêm sát thương và nhanh chóng vô hiệu hóa tháp canh của kẻ thù. Điểm tiếp theo là nước mắt hạnh phúc. Thay vì chết một cách vinh quang thì giờ đây sẽ trở thành những thương bệnh binh chờ chữa lành. Theo mình có hai chỉ huy rally Zero mục tiêu tốt nhất hiện tại, đó là Justinian và Asu. Asu thì chắc chắn mạnh hơn Justinian rồi, bởi vì là tướng đời sau mà. Sẽ có bạn thắc mắc rằng tại sao không có chỉ huy bộ binh rally mới nhất, đó là CPUA.
Thì câu trả lời là hiện tại chỉ huy đi phụ Zero nhà mạnh nhất đó là Me Mẹc. Bạn không nghe nhầm đâu, chính là anh chàng người Hải Phòng này với skill bắn tùm lum. Mà Me Mẹc là sát thương kỹ năng, thế nên là đi chính cho Me Mẹc phải là một chỉ huy thiên về sát thương kỹ năng chứ không phải là sát thương trừng phạt. Nếu bạn vẫn còn mơ hồ sát thương trừng phạt là gì thì hãy xem lại video theo dòng meta của chúng mình nhé. Hơn thế nữa, những cái hay ho về game, tất tần tật những cái này đều có trên kênh Rock GPI. Anh em còn chờ gì nữa, ai chưa like và đăng ký kênh thì nhanh tay làm ngay đi để không bỏ lỡ những video đầy bổ ích từ chúng mình nha. Sẵn đây thì mình điểm lại một chút về bộ kỹ năng của Me Mẹc. Tuy là tướng đời đầu nhưng bộ kỹ năng bắp rất nhiều sát thương kỹ năng và không thua kém gì Netsky cả. Kỹ năng chủ động có hệ số sát thương là 1350, nhưng ở đây trong bối cảnh tấn công thành phố thì sẽ gây thêm hệ số sát thương là 800, 50% gây thêm sát thương 500 nữa. Như vậy mình lấy trung bình hệ số 2400 mỗi lượt rồi, còn hơn cả Doan P nữa chứ đừng đùa. Kỹ năng tiếp theo là tăng tấn công và 20% sát thương kỹ năng. Cái này kết hợp với bảo tàng là 50% sát thương kỹ năng rồi, chưa kể hệ số tấn công cũng tăng thêm sát thương nữa. Kỹ năng số 3 còn có 10% gây thêm hệ số sát thương 1000 nữa. Đốt nhà thì không có gì ngoài sát thương cả. Nghi vấn đây chính là hậu kiếp của Attila trong vũ trụ mới. Vũ trụ của sát thương kỹ năng. Kỹ năng số 4 đưa Me Mẹc lên một tầm cao mới khi Zero nhà. Có thể anh em chưa biết thì ở map trinh phạt mắc công nghệ pha lê thì mắc một rally được 3 triệu 2 lính. Thì với kỹ năng này rally sẽ chứa tới 3 triệu 8 lính. Nhiều lính đồng nghĩa với nhiều sát thương đầu ra. Mỗi lần chỉ huy chính hay chỉ huy phụ ra sát thương kỹ năng thì nó phải thật sự là khủng khiếp luôn đấy. Chính vì độ bá đạo của Me Mẹc trong việc Zero nhà thì mình tiến cử Asu Me Mẹc sẽ là cặp đôi Zero thành phố mạnh nhất hiện tại với lượng sát thương kỹ năng thuộc dạng bom tấn hạt nhân. Tuy nhiên trong một số trường hợp kẻ thù thủ nhà bằng Eleanor hoặc là liên hiệp của anh em này hơi ít cung thủ thì lúc này em có thể đổi sang hai cặp, một đó là Justinian Me Mẹc, hai đó là cặp bộ binh. Cặp này thì trị các bot tầm trung khoảng 150 triệu đổ lại, còn bot to hơn 300 triệu hay thậm chí 1 tỷ bao thì mình nghĩ là cứ Asu Me Mẹc sẽ là một sự lựa chọn không thể lệch đi đâu được. Một số trích lỏ anh em có thể áp dụng đó là khi rally chạm vào thành phố của địch thì chúng ta sẽ sử dụng những đạn một lính bày xung quanh nhà bot để phân tán và giảm thiểu sát thương diện rộng nếu bot thủ bằng Hera. Mà kiểu gì thì kiểu 90% bot bây giờ đều đồn trú bằng Hera hết, thậm chí là có cả Lapu luôn anh em ạ. Nếu anh em thấy bot có dấu hiệu hứng rally và cố thủ, hãy tận dụng những đạo có khả năng tạo hiệu ứng có lợi như là Constantine, Mộc Lan đứng cạnh rally để tạo hiệu ứng có lợi cho rally, cũng một phần nào đó là giúp cho việc Zero bot địch trở nên suôn sẻ hơn. Và đó là tất tần tật những cách làm sao để Zero bot 1 tỷ bao trong Rive Kingdom. Bạn có đồng ý với những ý kiến của mình hay không? Hay là mình có thiếu sót gì? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment nhé. Đừng quên like, share, đăng ký kênh để cổ vũ chúng mình ra nhiều content hay ho hơn nữa. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.